thưa quý vị và các bạn bão trà my đã chính thức đi vào biển đông và trở thành cơn bão số 6 trong mùa mưa bão năm nay theo nhận định của cơ quan khí tượng bão trà my là cơn bão rất phức tạp trước khi vào biển đông bão đã có 4 lần đổi hướng và thậm chí là theo các chuyên gia thì khi vào biển đông bão trà my sẽ có sự thay đổi về hướng tốc độ và cường độ do sự tương tác của nhiều điều kiện thời tiết khác nhau không loại trừ khả năng có bão trồng bão trong những ngày tới vào chiều nay 24 tháng 10, bão Trà Mi có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Bắc, đảo Lưu Sông của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, thì bão Trà Mi đã ở trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía Đông. Theo dự báo sau khi bão vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6, bão Trà Mi tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 15 khi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc. Đáng chú ý các chuyên gia khí tượng đều nhận định đường đi của bão Trà Mi khá kỳ lạ, lắt léo, bão sẽ đổi hướng liên tục từ hướng tây sang tây bắc và ngược lại khi đi vào Biển Đông. Theo Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, về cường độ khi vào Biển Đông, bão Trà My sẽ cấu trúc lại và khả năng ảnh hưởng đến miền Trung sẽ rõ ràng. Bão Trà My chưa có dấu hiệu mạnh lên nhanh như cơn bão Yagi. Và nói về sự phức tạp của cơn bão này thì ông Hưởng cũng cho biết, một cơn bão luôn chịu sự tác động của môi trường trong quá trình hình thành di chuyển. Khi di chuyển đến phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì lúc này có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống, cùng lúc đó thì lại xuất hiện một rãnh gió Tây. Vâng, chưa kể đến thì phía đông của Philippines vào khoảng từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 cũng xuất hiện thêm một cơn bão mới. Và tương tác của cơn bão mới hình thành, không khí lạnh phía Bắc, rãnh thấp của đới gió Tây ngăn cản cơn bão di chuyển ngược lên phía Bắc. Và tương tác này cũng làm thay đổi về cấu trúc đường đi của cơn bão số 6, làm cho bão đổi hướng. Sau đó, chính quyền các địa phương ven biển và người dân không được phép lơ là chủ quan mà cần phải chủ động để ứng phó với bão. Thưa quý vị, hôm nay 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ xét xử vụ án vi phạm cháy cơ sở karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến cho 32 người tử vong. Vâng và tại tòa thì chủ quán karaoke cũng khai là không nắm rõ về điều kiện kinh doanh quán karaoke do trước đó là cha làm. Trước đó khi bị thẩm vấn, người này cho biết người cha đã mất của mình, đã liên hệ với đơn vị thi công và người có chức trách làm hồ sơ giấy phép hoạt động. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, khai nhận khi xảy ra vụ cháy, bị cáo đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận được tin, bị cáo đã đến hiện trường nhưng khu vực đã bị phong tỏa. Bị cáo cũng không nắm rõ về quy mô hoạt động của quán và số lượng nhân viên thực tế. Về thủ tục xin giấy phép kinh doanh và hồ sơ phòng cháy chữa cháy, bị cáo Xuân khai rằng bị cáo chỉ là người đứng tên, các thủ tục khác đều do người khác thực hiện. Và người đó chính là ba mình là ông Lê Xuân Hà, sinh năm 1952 và hiện đã mất. Bản thân bị cáo cũng không biết hồ sơ này có gì mà chỉ ký theo hướng dẫn của bà. Đặc biệt, bị cáo Xuân thừa nhận đã chuyển 50 triệu đồng cho bà Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Dương để làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy cho quán. Thưa quý vị, theo nội dung của vụ án, vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú và rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Vào lúc này có khoảng 60 người gồm có khách và nhân viên ở trong. Khoảng một phút sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng và số còn lại thì chờ được cứu nạn. Và sau gần một ngày chữa cháy thì cảnh sát đã tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc là được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Câu chuyện xung quanh diễn biến của giá Vàng Nhẫn vẫn đang là sự quan tâm của dư luận nhiều ngày tháng qua. Và vào sáng nay, 24 tháng 10, các doanh nghiệp bán vàng lớn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn sát mức 89 triệu đồng một lượng và giá vàng nhẫn liên tục lập kỷ lục tương đồng với diễn biến của giá thế giới. Đặc biệt là tại một số cửa hàng vàng thì đã đặt biển thông báo là tạm hết hàng các sản phẩm vàng tích trữ do hết nguồn hàng và cửa hàng chỉ mua vào các sản phẩm này. Hiện tại giá vàng miếng SJC được các công ty Bảo Tiến Minh Châu, Phú Quý niêm yết cùng một mức, giá mua vào là 87 triệu đồng một lượng bán ra 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn như vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 87,48 triệu đồng một lượng, bán ra 88,98 triệu đồng một lượng, vượt giá vàng miếng SCC. Đây được xem là điều trái ngược với lâu nay khi mà giá vàng miếng SCC luôn cao hơn vàng nhẫn, thậm chí mức tranh lệch nhiều thời điểm lên đến 20 triệu đồng một lượng. Một số cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu Phú Quý đã thông báo cho khách là không bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn do hết nguồn hàng. Cửa hàng chỉ mua vào các sản phẩm này. Có cửa hàng còn đặt biển thông báo tạm hết hàng các sản phẩm vàng tích trữ. Hay là tại điểm bán vàng của công ty SJC, bảo vệ cửa hàng chỉ cho khách hàng vào bán vàng, còn khách đến mua được hướng dẫn đặt mua trực tuyến. Một số chuyên gia kinh tế cho biết với diễn biến của giao dịch mới thì giá vàng nhẫn tăng trên thị trường đang cho thấy mặt hàng vàng nhẫn dường như có sự liên thông nhất định với thị trường quốc tế khi mà mức tăng nhanh biến động đột biến theo cùng nhịp tăng của giá vàng quốc tế. Và một thứ hai điều này cũng phản ánh rằng vàng miếng được cơ quan quản lý tiền tệ ngoại hối định giá và phân phối theo hướng bình ổn. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là việc vậy việc ổn định dựa trên các giải pháp này sẽ kéo dài được bao lâu, đặc biệt đặt trong bối cảnh xu hướng chung của giá vàng vẫn đang có dự báo sẽ còn tăng cao. Cùng với đó, nếu giá vàng miếng vẫn giữ được bình ổn, thì theo đà liên thông, nhịp tăng, liệu vàng nhẫn có vượt mặt giá vàng thương hiệu quốc gia, qua đó phá vỡ giá trị của giải pháp tình thế để lại hình thành về kênh hút tiền, hút ngoại tệ đổ vào hay không? Và chúng tôi sẽ tiếp tục có những phân tích đánh giá về câu chuyện này với sự tham gia của các chuyên gia trong các bản tin của chương trình chào buổi tối. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các nền tảng bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới như là Temu hay là Shein, ồ bán hàng giá rẻ vào Việt Nam thời gian qua đặt ra các vấn đề trong công tác quản lý thương mại điện tử. Hàng loạt các chính sách khuyến mại, giảm giá hay là miễn phí vận chuyển từ các sản thương mại điện tử nước ngoài tung ra để có thể thu hút nhiều người dân Vâng, trong đó là Temu là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới và được thằng thành lập bởi PD Holding của Trung Quốc. Ở đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, hiện tại thì phía Temu chưa đăng ký với cơ quan quản lý tại Việt Nam. Trước đó nhiều doanh nghiệp chuyên gia lo ngại sự đổ bộ của các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc sẽ đem theo cơn lốc hàng giá rẻ của Trung Quốc và thị trường Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, các sàn thương mại điện tử nước ngoài khi vào Việt Nam đều phải đăng ký theo quy định. Trước việc một số quốc gia quan ngại và cấm tên như là Indonesia, Bộ Công Thương đang giao cho Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số ra soát, đánh giá về tác động. Về nguyên tắc, Bộ Công Thương triển khai đề án đảm bảo quản lý chặt, chống gian lận hàng gian hàng giả. Đáng chú ý, một vài ngày sau khi chính thức bán hàng sang Việt Nam, ngày 22 tháng 10 vừa qua, Temu đã tung ra một chiến lược mới khi cho người dùng tại Việt Nam đăng ký chương trình tiếp thị liên kết Affiliate. Nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức chia sẻ rầm rộ về thông tin này, đồng thời cũng thông tin thêm về cơ hội kiếm hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng một cách dễ dàng từ việc tham gia Affiliate Temu. Vâng thưa quý vị, được biết Temu là sàn bán lẻ thương mại điện tử xuyên biên giới, được điều hành bởi công ty thương mại điện tử Trung Quốc PDD Holding. Tuy nhiên thì chỉ mới có mặt trên thị trường khoảng 2 năm, nhưng Temu được đánh giá là đối thủ đáng gờm của các sàn thương mại điện tử lớn trên thị trường hiện nay. Vào năm 2022 thì tổng giá trị giao dịch hàng hóa của Temu chỉ có 290 triệu đô la Mỹ, thế nhưng đã tăng tới hơn 4.500 lần, đạt mức là 14 tỷ đô vào năm 2023. Tại bản dự thảo luật trình ra phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo luật cũng đã đề xuất rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ với nhà giáo, và trong đó dự thảo đề xuất miễn học phí con giáo viên từ cấp học mầm non cho tới đại học thu hút được sự quan tâm từ phía dư luận. Tuy nhiên thì vấn đề này cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và nhiều ý kiến cho rằng là đề xuất này không phù hợp, tạo ra sự bất bình đẳng và dễ tạo lỗ hổng trong việc quản lý. Chính vì vậy, Bộ Dục và Đào tạo đã chính thức bỏ đề xuất chi khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm để miễn học phí cho con giáo viên. Trước đó, Bộ đề xuất miễn học phí với con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang công tác. Căn cứ độ tuổi của giáo viên và dự tính độ tuổi con gái họ thì bước chi dự kiến sẽ vào khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm. Đại diện Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho biết, Đề xuất miễn học phí xuất phát từ nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, tương đương với một số ngành có tính chất đặc thù như là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, nhằm giúp giáo viên yên tâm công tác, thu hút được người giỏi vào ngành. Lý giải cho việc rút đề xuất này, cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng cho biết, việc rút đề xuất được xem xét dựa trên nguyện vọng của giáo viên, chuyên gia và dư luận xã hội. Nhiều giáo viên nhà quản lý lo ngại đề xuất này không khả thi, tạo bất công với những ngành nghề khác. Hiện nay trên cả nước có hơn 1,05 triệu nhà giáo đang hưởng lương từ ngân sách. Từ ngày 1 tháng 7 thì tiền lương của giáo viên từ 4,9 cho tới gần 15,9 triệu đồng một tháng tùy theo cấp học và các ngành bậc. Và ngoài ra thì họ cũng có thể nhận một, một hoặc là một số những khoản phụ cấp như là phụ cấp về thâm niên, ưu đãi nghề, phụ cấp về chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp đặc thù với nhà giáo là nghệ nhân, giáo viên dạy người khuyết tật, giáo viên công tác vùng có điều, biện, điều kiện đặc biệt khó khăn. Một thông tin dưới đây có thể sẽ là một thông tin vui đối với nhiều người bệnh và nhất là những người bệnh hiểm nghèo. Bộ Y tế vừa có đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh đến các bệnh viện không phải nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hay là kỹ thuật cao. Theo đó, thì dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế được ở Chính phủ trình Quốc hội vào sáng nay, 24 tháng 10. Theo đó, người bệnh cấp cứu tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nội và ngoại trú theo tỷ lệ được hưởng. Người bệnh được tự đến bệnh viện thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản hoặc chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiểm, hiểm kèo, bệnh cần được phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao. Chính phủ cũng đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế đối với người đến cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh cơ bản đã được phân cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí điều trị nội trú với bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh chuyên sâu thuộc tuyến tỉnh. Trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú sẽ không được thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bệnh nhân điều trị ngoại trú thuộc trường hợp này mới được Bảo hiểm y tế thanh toán 50% theo mức hưởng. Với tuyến trung ương, Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 40% chi phí nội trú theo mức hưởng và không thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.